Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp tục đến với vườn cảnh anh Phạm Bá Dần, thôn Kiều Kỵ, xã Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Chúng ta đến với bệ xanh ôm đá. Đây hình như là xanh lá móng đúng không anh? Xanh quê à? Thế mà lá nó đẹp thế nhỉ? Hay là ghép quê tất à? À, có cả Nam Điền, tức là anh có cái cây nhỏ này Nam Điền này. Rồi, thế mà tôi nhìn cái lá nó bóng, nó đẹp thế nhỉ, sáng lá. Và chúng ta đến với một cây xanh ôm đá mà nhiều những cái nhánh chạy xung quanh núi đá, tạo lên một cái trùng điệp. Thôi đúng cây này tôi đọc ra ý tưởng của các anh rồi. Anh có cả lộc vừng này, có cả cây đa này, cây xanh này, cây si này, đúng không anh? Có sung không? Không có sung. Xanh si đa lộc à? Có 4 à? Sao không 5, không 3 mà lại 4? À, anh? Anh cho thêm cái sung túc, sung túc, sung sướng, sung mãn, lộc nhiều như sung đi. Hả? Xanh sung đa lộc đi, xanh sung si đa lộc đi. Ôi giời, cây lộc vừng bên kia rất đẹp, bay ra từ vách núi. Chúng ta đang tận hưởng một cái tác phẩm gồm 4 cây. Thứ nhất là cây xanh Nam Điền dòng loại nhỏ đây. Màu thân cây với màu đá là đã hòa nhập với nhau. Nói về cây xanh thì đây là cây xanh Nam Điền và đây là cây xanh quê. Cây xanh kê cũng thế, cũng thân cũng mốc hết, trắng lên tận ngọn luôn. Tôi thấy cây xanh quê này lá rất nhỏ, lá bóng thế nhỉ. Chuyển sang phía bên này thì cũng vẫn là cây xanh quê chạy theo sườn núi này. Hay, cái bên này chúng lâu lắm lắm rồi đấy. Trên đó là cây si đã. Và lộc vừng. Vâng, toàn bộ đã ngâm nước trên bệ đá này rồi thì nếu mà chỗ góc này có một cái cây sung lao mình ra cái mặt nước này, nhỏ thôi. Bởi vì lại sung lại rất ưa nước rồi, ngâm nước như này. Ý tưởng này các anh đã xây dựng lâu rồi, bởi vì cây lục vừng và cây si đưa vào cái đá này lâu lắm rồi. Đã kết tạo đây rồi. Và cây đa này. Rồi. Cũng vẫn tiếp dòng xanh quê là những cây có cái bể đá đã bệt nhiều năm nay rồi. Và cũng có phải nói đến nữa là những cái bể cũ, bể cổ
Ở vườn anh Phạm Bá Dần không phải là ít đâu. Đây đây. Cũng chịu sưu tầm những cái bể. Và tôi được biết là anh còn nói là có những cái bể anh mua cái nguồn gốc từ bể Huế. Vâng, những cây xanh quê đã lên màu của cái da màu đồng. Mẹ trong kia cái chỗ ấy có cây đẹp hết, cây cây ôm đá cao. Và nói các anh cũng chịu sưu tầm những cái bể hay đấy. Cũng vẫn là những cái bể cổ rất đẹp, rêu phong. Ngày xưa thì những cái bể này đa phần là những cái bể chứa nước mưa của các cụ chúng ta làm bằng vôi mật là chính. Ở đây là cây đa tầm nhỏ. Và một cái độc đáo nữa, chúng ta đến với một cây xanh 8 tầng. Đó là cây xanh 8 tầng nguyên bản, nhưng chúng ta đã được cải biên, tức là xé cái 8 tầng ra
để chia thành những cái tay riêng biệt và những cái bông tán. Đó. Riêng chứ không quây thành tầng nữa, thành những cái bông rất là đẹp như vậy. Vâng, khi quay đến cây xanh này tôi đã nhớ đến cây xanh tôi quay ở, ở Điền Xá, Nam Định. Cây xanh mà các anh vừa mới cho biết cái thông tin là mua về 1,5 tỷ. Cũng là những cây xanh giáng trực. Thân cây đã có những cái vị trí chùn ra voi. Tất cả những cái điểm xuất phát từ những cái tay để tạo những cái tầng lên những cái u cục và cái màu vàng đặc trưng của Nam Điền, màu vàng đồng. Rất hay. Vâng, cây xanh tán tầng cổ nguyên bản. Mua cái xé để không để thành tầng một cái đĩa lớn, mà các anh đã chia ra thành những cái bông nhỏ. Ôi rồi bệ đá này, bệt có những cái chỗ dễ đã dẹt mỏng lại. Đẹp quá. Đấy, chúng ta mà nhìn phía bệ bên này lại càng đặc biệt hơn. Và đây là cái bóng tổng thể của cây xanh tán tầng. Tôi chọn đúng cái góc này thì không bị lẫn bóng nhiều. Và đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta đi chia sẻ tiếp những cái bệ phôi xanh tại vườn cảnh anh Phạm Bá Dần để giao lưu với chúng ta.